như tuần đi lấy lần thứ mấy rồi? Dạ, con bé đây phải tuần liên lần. Ý là buổi tối là mình mấy giờ mình nghỉ? 7 giờ. Dạ, 7 giờ. Mấy giờ định chủ nhật hả chị? Mấy giờ định được chủ nhật hả? Thứ bảy rồi là chủ nhật của mình đi luôn, vui quá đi luôn, thấy cái mặt nó tinh luôn.